Chào các bạn, trên tay mình đang là mẫu đèn pin đi lặn Fintech F8 và mẫu này có khả năng chống nước là IP68 và có thể lặn ở độ sâu là 100m. Sản phẩm này thì có nhiều phiên bản và phiên bản mình mua thì giá trên 1 triệu đồng. Nơi mua sản phẩm thì mình sẽ để dưới phần mô tả. Các bạn trước khi mua thì nên nhắn tin rõ cho bên người bán để và lấy hình ảnh thực tế để tránh bị sai hàng và bị nhầm hàng nha. Sản phẩm này thì mình mua có màu vàng và bên trong thì sẽ có thêm mấy cái những cái phụ kiện, những cái gioăng cao su đi kèm cũng như là một cái hộp, đó là hộp mở để mà bôi trơn cái gioăng cao su nha các bạn. Đèn pin mình mua này thì có dung lượng pin là 7800 và đây là cục sạc của đèn pin. Thì mình không thích cái cục sạc này lắm, cục sạc này nhìn nó hơi không có đẹp được đẹp và sang xịn mịn cho lắm nha các bạn. Và đây là cái đèn pin, mình có màu vàng. Trọng lượng thì tầm khoảng 600 gram nha các bạn ơi. Đây là mặt trước của đèn pin và cái chui đèn thì được có một cái gioăng cao su chống nước cực tốt, và mỗi lần sạc thì các bạn phải vặn cái chui này ra để mà cắm cái đốc sạc vào để mà sạc nha. Sản phẩm này thì nó sẽ có 3 chế độ sáng, một sáng mạnh, sáng vừa và chế độ cuối cùng là sáng SOS. Mỗi lần các bạn nhấn nút và thì nó sẽ chuyển một chế độ sáng nha. Đây, chế độ sáng vừa nha các bạn. Và thứ ba chế độ sáng SOS. Phần công tắc đèn thì còn có một cái chức năng là có thể khóa được nha, có thể lock được. Khi mà các bạn vặn thì có thể lock được cái công tắc đèn pin, không cho đèn pin nhảy chế độ khác để mà lặn tốt hơn. Và sau thì mặt đuôi thì sẽ có một cái dây để đeo vào tôi.